được gặp đồng đất. Có kiến chọc vào em có kiến chuông. Đi đi. Ôi vãi lửa, kiến nó ra cắn chết rồi. Chạy quay đáp đáp kiến đi rồi. Rất nhiều kiến to khổng lồ anh em ạ. Đấy thôi cứ quay quay ba anh em ngồi đây nói chuyện này. Đứng ở đằng trước này được không? Cứ đứng ở trước cứ đứng lúc ngồi này được. Ở đây rồi anh em cứ chuyện trò chế pháo gỡ không được. Rất nhiều các đồ dùng của chúng tôi nhá. Đây bỏ ra. Ok. Đúng rồi, kiến đầy. Kêu là kiến cắn thế. Đấy, một túi đồ chúng tôi phát hiện ở trong rừng nướng nha anh em nhá. Đấy, một túi đồ. Rất chi đẹp. Ừ. Mới có 4 miếng kim sợi ra 5 quá nhỉ. Đâu cái bé bé. Bé bé của cái trước.